Podcavn chúng mình tự tin là một kênh chia sẻ rất nhiều cũng như làm rất nhiều chủ đề về xe điện, những chiếc xe được mệnh danh là xe xanh. Vậy thì hôm nay để cân bằng bầu không khí thì mình sẽ mang đến các bạn những chiếc xe nó không hề xanh tí nào. Nó có một khối động cơ rất to và rất tốn nhiên liệu. Mình là Bình Con và đây là Ram 1500 Revel. Nếu như bạn còn nhớ thì khoảng hơn một năm trước thì mình đã làm chiếc Ram 1500 T-Rex. 1500 T-Rex ấy, thì nó đang ở sau lưng mình. Ở chiếc xe đấy có giá 8 tỷ đồng. Thì đấy, thì hôm nay cái buổi ra mắt ngày hôm nay, tại Hà Nội nhá. Thì theo như lời chia sẻ của tổng giám đốc GVA, chiếc xe này ra mắt ở Hà Nội cũng là một bước đánh tiếng của GVA tại thị trường Hà Nội và thị trường miền Bắc. Và cũng sẽ sớm thôi, trong năm nay sẽ có showroom của Jeep và Ram tại Hà Nội. Quay trở lại với chiếc Ram 1500 Revel thì chiếc xe này nó cùng với họ hàng, cùng với cái họ hàng 1500 Revo của Ram, và hai chiếc xe này các bạn có thấy nó khá là tương đồng nhau về ngoại hình. Theo như mình nhìn thì hoàn toàn có thể độ được chiếc Ram 1500 Revel này lên chiếc Ram 1500 T-Rex. Và nhắc lại giá một tí, T-Rex có giá là 8 tỷ đồng, còn chiếc xe này nếu như bạn mua luôn thì đang có giá là 5 tỷ 182 triệu đồng. Và nếu muộn hơn thì là gần 5 tỷ 3. Và số lượng xe về Việt Nam thì không nhiều đâu, bởi vì ở đây những chiếc xe nó rất là đặc biệt. Và để nhập được một chiếc xe đặc biệt như này về thị trường Việt Nam, thị trường hơi nhỏ, thì rất là khó. Và với 5 tỷ 3, một cái giá mà nó ngang với Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2023 thì chúng ta có cái gì? Đầu tiên, Ram là gì? Ram là viết tắt của Real American Manner, tức là phong cách Mỹ đích thực. Mà với mình, xe Mỹ mà đích thực nó cần có hai yếu tố. Một là nó nhìn phải to, và thứ hai và cái điều quan trọng nhất đó là cái khối động cơ V8, phải có động cơ V8. Động cơ V8 với xe Mỹ nó trở thành một cái gì nhỉ? Một cái iconic, một cái phong cách và một cái đặc trưng riêng của những chiếc xe Mỹ. Vậy thì hãy cùng nhau xem luôn cái động cơ chiếc xe này nhé. Đây là khối động cơ của Ram 1500 Revel. Các bạn có thể thấy luôn, Hemi, khối động cơ rất danh tiếng của ba hãng, đó là Dodge, Chrysler và Ram. Đây là ba hãng xe gọi là liên doanh với nhau, vậy nên họ sử dụng chung động cơ. Động cơ Hemi này, động cơ 5.7 lít V8 hút khí tự nhiên. Đấy, các bạn đang nghe đã thấy đủ thấy là cái xe này nó làm thân với cây xăng như thế nào chưa. Và nghe con số thì nó rất là to, nhưng mà thực ra công suất đổ ra nó cũng, theo như mình thấy thì nó chưa được gọi là một công suất hiệu suất cao. Nó chỉ cho ra khoảng 400 mã lực và đâu đó khoảng 550 Nm một máy xoắn. Vậy nên thì bảo mình là đây là một khối động cơ hiệu suất cao thì với mình là không. Nhưng mà cái khối động cơ này theo như mình biết và theo như mình tìm hiểu thì cái tiềm năng độ của động cơ này rất là lớn. Ở động cơ Hemi của Dodge và trên chiếc xe này có một cái đặc trưng khá là thú vị, đó là cái piston đầu lồi. Cái piston này có cái đầu nó lồi lên hẳn như một hình bán nguyệt ấy. Và cái điều này chúng ta cho cái gì? Chúng ta sẽ có một cái tỷ số nén rất là lớn. Chúng ta đang sống giữa một thế kỷ mà xe điện này, rồi xe tăng áp cũng rất nhiều, rồi là xe hybrid đều có những cái độ trễ nhất định. Thì đây chúng ta có một khối động cơ hút khí tự nhiên, dung tích rất lớn và tỷ số nén cũng rất lớn, thì hứa hẹn là sẽ cho một cái cảm giác nó sẽ không có thể là chạy nhanh được, nhưng mà nó sẽ cho một cảm giác lúc đầu rất là phấn khích. Chiếc xe này rất là to nên là với những người có chiều cao thiên phú như mình thì thực sự rất là khó để đóng nắp capo. Và các bạn có xem Fast and Furious không? Các bạn có xem bộ phim Mỹ không? Họ sử dụng chiếc xe Mỹ có chấm cao, động cơ V8 và hút khí tự nhiên, thì cái cảnh đầu tiên luôn luôn là cảnh đạp thốc ga và chiếc xe bị văng đít lên, thì chúng ta phải lấy lái lại. Đấy, đấy là một trong những cái đặc trưng của khối động cơ hút khí tự nhiên V8 đặc trưng của Mỹ. Rồi, quay trở lại phần ngoại hình thì như mình đã nói, nó không quá khác biệt so với phiên bản T-Rex mà mình đã làm trước đây. Chúng ta vẫn có một cái mặt lưới cản nhiệt, và phần đầu xe nhìn nó rất là cục mịch, rất là to và rất là nam tính, với logo Ram ở chính giữa, lưới tản nhiệt hình tổ ong và được phân cách ra hai mảng riêng biệt, và cũng được phân cách một cách rất là đặc biệt.
Ở đây chúng ta có bộ đèn chiếu sáng chính. Tất nhiên rồi, với mức giá như thế này thì chúng ta sẽ có LED cho cả phần chiếu sáng chính, đèn định vị ban ngày cũng như là đèn sương mù. Đây chúng ta có một cái móc kéo. Nó với mình nó cũng rất là đặc trưng của Mỹ. Họ sử dụng chiếc xe này rất nhiều để đi du lịch, đi khám phá. Thì đây, việc móc thì xe ra để kiểu anh em đi chơi với nhau, một xe bị lầy thì đây, móc vào đây và kéo tời luôn. Và tất nhiên thì phần đầu xe chúng ta cũng có rất nhiều những cảm biến tiềm cận ở phía trước. Thế bên trên nắp capo các bạn có thể nhìn thấy nó rất là gần vuông, nó rất là cơ bắp, nó chuẩn, nó rất là Mỹ luôn đấy, đúng như cái tên của nó. Nhưng mà rất tiếc là cái phần gân guốc cơ bắp này thì nhìn rất đẹp nhưng mà cái lưới tản nhiệt ở đây chỉ đều ở lưới giả mà thôi. Rồi đi đến phần thân xe, chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt lớn nhất và cũng đóng góp có thể nói là phần nào đã khiến cho Rebel nó thấp cấp hơn so với Terex. Đây, một bộ mâm kích thước là 18 inch và kích thước lốp thì các bạn có thể thấy luôn trên hình nó rất to. 275/70R18, nó rất là to. Nhưng mà cái bản lốp này nó vẫn còn nhỏ hơn phiên bản Terex nhé, nên là nhìn trực diện, nhìn con Terex nó nhìn gấu hơn nhiều. Và ở đây chúng ta có thể thấy là cái khoảng sáng từ bánh xe đến vòm lốp này cũng như khoảng sáng gầm của xe này rất là cao. Theo như mà những thông số của mình đã biết được vì chiếc xe này có khả năng lội nước ở đâu đó khoảng 800mm. Thực ra thì mình nghĩ là chiếc xe này sẽ có khả năng lội sâu hơn khoảng 1m hoặc hơn 1m gì đấy. Bởi vì theo như mình nhớ thì Ranger đã lội ở đâu đó khoảng 800mm rồi. Tiếp theo đó là đây. Với mức giá 5 tỷ bỏ ra cho một chiếc xe bán tải thì chúng ta sẽ có hệ thống treo khí nén cho cả 4 bánh. Và theo như đại diện kỹ thuật của GVA chia sẻ thì chiếc xe này có hai biến thể hệ thống treo, một là khí nén và hai là phuộc lò xo dầu đến từ Princeton. Thì anh ấy chia sẻ là tại sao GVA lại mang cái phiên bản phuộc này về, bởi vì là ở Việt Nam cái mức giá này, và mình nghĩ anh nói cũng đúng thôi, mức giá này người ta sẽ kỳ vọng một cái gì nó sang hơn, nó hiện đại hơn, thì cái phuộc khí nén này thứ nhất là nó nghe nó đã hiện đại hơn và thứ hai là nó sẽ êm hơn. Còn cái phuộc piston ấy thì nó là phuộc lò xo và nó phù hợp hơn cho việc là đi off-road hiệu năng cao. Và mình nghĩ là cũng ít ai mang cái xe này đi làm đi off-road đó. Nó mang tính hưởng thụ nhiều hơn và nó thể hiện nhiều hơn. Rồi, các bạn có thể tiếp tiếp luôn là đây, cái gương. Cái gương này nó đúng tinh thần luôn, là một gương xe tải ấy, nó rất là to và các bạn có thể thấy là nó rất vươn dài ra khỏi thân xe. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe này có thể kéo một cái rơ móc và chiếc xe này có thể kéo được 5 tấn hàng. 5 tấn. Đấy. Và việc phải kéo thêm một cái rơ móc thì rõ ràng chúng ta cần một cái gương nó phải ra hơn để nó có thể nhìn được ra sau cái phần rơ móc và đảm bảo an toàn hơn, đúng không? Và cái gương này theo như mình quan sát là có sửa gương. Thân xe ít chi tiết, logo RAM một vài đường gân như thế này thôi. Nó rất ít chi tiết và nó kiểu rất nam tính. Bệ bước chân là thứ chắc chắn phải có một chiếc xe nó cao như thế này. Ở phần thùng thì chúng ta có thể thấy luôn một cái đặc trưng khá của xe Mỹ, đó là những cái cốp, cái hộp để đồ như thế này, những cái RAM box ở ngay bên ngoài xe, ở bên đằng sau thùng. Bên chỗ này nó khá là sâu và khi mà nhìn cái RAM box này thì mình nghĩ ngay đến những anh đi săn cuối tuần, anh để súng vào đây đi săn, nó vừa luôn. Hoặc là các bạn có thể đồ để đồ linh tinh như là kiểu để đồ ăn vào đây, là để bia bò để cuối tuần đi camping nhỉ. Ở đây có một chi tiết mà mình nào nhỉ, mình thấy nó hơi tiếc là ở đây có một cổng điện. Ra chiếc xe này còn khá nhiều cổng điện ấy, nhưng mà cái cổng này là cổng 3 chân và là 115V AC thì nó lại có vẻ như là không hợp với đồ của Việt Nam lắm. Không biết là RAM và GVA Việt Nam có cái phương pháp nào để cho cái ổng điện này có thể dùng ở Việt Nam hay không, chứ không để mà trang trí đấy thì nó rất là phí. Rồi đi đến phần thùng xe, như mình đã nói rồi đấy, chiếc xe này có thể kéo được 5 tấn hàng phía sau và kéo cả một cái rơ móc phía sau rất là đơn giản luôn. Nên đây chúng ta có một cái chỗ để sẵn để có thể móc cái rơ móc vào, cũng như là cái rơ móc cần phải cấp điện cũng như là cấp đường dầu phanh để có thể phanh và cũng như đi an toàn hơn. Thì ở đây có đường dầu phanh và đường điện sẵn sàng. Và các bạn thấy là tại sao ở đây RAM lại bên dưới có cái logo một con bò
của con sừng bò ở đây. Thì Ram, Chrysler và Dodge là những liên danh với nhau, vậy nên là cũng sẽ không có gì thắc mắc nếu trên xe xuất hiện vài một cái logo khác của những hãng khác. Có hai thứ thú vị mà mình thấy ở phần thùng xe. Thứ nhất, đây là một khối động cơ V8 5.7 lít, tiếng nó rất hay và mình mong là có thể mang cái tiếng đến các bạn. Và để có tiếng hay thì ống xả nó phải to, đúng không? Đây, ống xả ở trên xe ở đây. Và để bạn biết nó to như nào thì đây, mình hoàn toàn có thể đút tay vào như thế này, nó rất to. Đây có bẹ bước chân để chúng ta có đạp lên đây và lấy hàng, bởi vì cái xe này mình lại nói một lần nữa, nó rất to, rất cao. Thùng xe có trợ lực và mở ra như bình thường như thế này, hoặc có thể mở ra 40, 60 như thế này. Rõ ràng rồi, một thiết kế nó khá là văn minh, bởi vì là với một cái thùng xe nó sâu như này, mặc dù là mở như thế này rồi nhưng mà mình vẫn hoàn toàn không thể nào với được vào bên trong như thế này. Đấy, đây là một thiết kế để giúp chúng ta có thể dễ dàng lấy hàng ở bên trong sâu hơn. Cái thiết kế này khá là hay, mình mong là các hãng cũng có thể học hỏi được cái thiết kế này. Logo 4x4 ở đây, và theo như mình biết khi nhập về thì chỉ có bản 4x4 mà thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng đóng cửa của xe Mỹ, xe chuẩn Mỹ này. Rồi vào đây, mình sẽ cho các bạn thấy là nó to như nào. Một người có chiều cao khiêm tốn như mình thì lên cái xe này nó đúng tinh thần là lên một cái xe tải. Và để, bởi vì cái xe này làm cho người Mỹ chứ không phải là người Mỹ đình như mình, nên là đây các bạn có thể thấy là có cái chỗ để nâng hạ cái bàn đạp phanh và đạp ga. Thực ra cái tính năng này thì cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mà ở trên chiếc Focus mình đã nhớ hình như là có cái tính năng này rồi. Nhưng mà rõ ràng là trên Focus thì nó cũng không cần thiết lắm, còn trên chiếc xe này thì rất cần thiết, bởi vì thực sự nó rất to. Và các bạn thì thấy nó rất, vì chiếc xe nó to mà nó có kích thước, nó phải gọi là bố của Wrangler, nên là đây, rất nhiều hộp để đồ ở đây. Ở đây rồi những cái nút bấm, kể cả những nút lên hạ kính như thế này, nhìn cũng rất là to bản luôn. Mình bước vào trong khoang nội thất này thì các bạn có thể thấy với một người có chiều cao khiêm tốn như mình nhưng mà kích thước cơ thể cũng không hề bé tí nào, thì rõ ràng mình đang ngồi lọt thỏm trong cái xe này, ngồi trong một cái phòng chứ không phải là ngồi trong một cái xe nữa. Ngoài việc nó rất to ra thì nó cũng có rất nhiều hộp để đồ từ bé đến rất to. Đây, trên này bé bé này, rồi ở đây có sạc không dây này, dưới này có một không. Đây, ôi, sâu cực kỳ luôn, để được mấy cái laptop ấy. Rồi bên này này, đây trên này, rồi dưới này nữa. Nói chung là mình nghĩ là bạn chắc là cũng phải nhiều người nhiều đồ lắm mới để được. Đây trên này cũng có như này. Rồi trên này cũng có một cổng sạc nữa để cho những cái thiết bị. Theo như mình biết thì có một số thiết bị kiểu vệ tinh để dẫn đường khi đi off-road ấy. Thì đây, để đây là cũng hợp lý rồi. Ngoài ra thì các bạn yên tâm sẽ không bao giờ lo cái việc là sẽ không có điện cho điện thoại, bởi vì ngay ở hàng trước thôi có đến 4 cái cổng sạc rồi. Đấy, thoải mái luôn. Bên trên chúng ta có một cái màn hình kích thước 12 inch, đặt dọc khá là giống Wrangler và cũng giống nhiều xe bây giờ. Các bạn sẽ có thấy một cái vài nút nó hơi lạ lạ một tí, là cái nút child steer. Là vì sao? Khi mà móc thêm một cái rơ móc phía sau vào ấy, thì nếu như người không chuyên thì sẽ rất khó lái. Thì đây, thay vì lái cái vô lăng này phải nhìn này, chúng ta có cái nút đây. Và về cái nút này, theo như mình thấy hình như là điều chỉnh cái độ xa gần của rơ móc. Phải thử mới biết được, nhưng mà để thử cái tính năng đấy ở Việt Nam thì hơi khó. Rồi, thâu hâu, đây là những tính năng mà cho rơ móc sẽ rất khó để mình có thể kiểm chứng tính năng này thực sự luôn. Rồi, đây đi bên trên này chúng ta có lẫy chuyển, à không, nút chuyển số đặt rất gọn gàng một cái cụm như thế này và rất trực quan. Đây chúng ta có luôn cả cái nút khóa cầu, và chiếc xe này chỉ có khóa phía sau cầu sau thôi, cũng như hỗ trợ đổ đèo. Cái cụm chuyển số nó nằm ở đây, nó rất gọn ở đây ngay bên trái, hạ tay xuống cái đấy luôn, vặn. Và chiếc xe này vì là bản thấp nhất của Ram 1500 nên đã mất đi cái tính năng 4WD Auto, nên sẽ chỉ còn 3 tính năng nó cũng khá là cơ bản thôi, đó là 2WD này, 2 cầu nhanh và 2 cầu chậm. Hết. Rồi, đi đến phần vô lăng.
Các bạn nếu mà nhìn trên hình thì chắc là không biết đâu, nhưng mà chiếc xe này có lẫy chuyển số, nhưng mà lẫy chuyển số của nó là kiểu nút bé tí như thế này này, bấm sau vô lăng. Rất là buồn cười. Mặc dù cái xe làm cái vô lăng rất to, nó đúng cái tinh thần của cái xe tải luôn ấy, đúng cái tinh thần của xe Mỹ luôn, nhưng mà lại làm những thứ nhỏ nhỏ đây. Và trên vô lăng này thì mình nhìn cũng không có nhiều tính năng đâu, chỉ có là Adaptive Cruise Control, gần như là đấy là hết rồi. Những cái nút đàm thoại rảnh tay như này kia thì đấy là những trang bị tiêu chuẩn cơ bản bây giờ rồi. Và ở đây có một cái nút khá là đặc biệt, nó liên quan đến, mình nghĩ nó liên quan đến việc off-road, đó là gear limit. Tức là nó sẽ khóa luôn cái số đấy để giữ cho cái mô men xoắn được tốt nhất để vượt qua những địa hình. Rồi đi lên bên trên, chúng ta có hai cái màn hình analog và một màn hình TFT chính giữa, hiển thị rất trực quan, rất nhiều tính năng. Và nhìn nó cũng kiểu như là, mình nhìn nó cũng kiểu một cái đồ họa, nó đơn giản. Nó rất nhiều là hình vuông và hình tròn, cái hình đơn giản nhưng mà thể hiện ra cái sự nam tính và cục mịch của chiếc xe này, phải thực sự nói như thế. Rồi và với 5 tỷ thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái thứ mà gần như trẻ xe bán tải nó có, mà các bạn thấy ngoài đường có, đó là đây. Mở điện, có cửa sổ trời và cửa sổ trời panorama, có thể mở và mở ra thành để thấy gió được, cũng như là ở phần kính sau các bạn có thể mở điện luôn cái cửa kính sau ra để xem là tình hình hàng hóa đằng sau như nào, hoặc là có thể tiện tay với cái gì ở thùng sau. Còn một tính năng nữa thì có lẽ sẽ ra ngoài kia mình sẽ demo cho các bạn, đó là đây là chìa khóa của RAM 1500. Nó có đề nổ từ xa và có thể mở nắp thùng sau từ xa và có thể hạ gầm để có thể dễ dàng lấy hàng hơn. Thì tí nữa ra ngoài mình sẽ demo cho các bạn, bởi vì ở trong khuôn khổ của cái showroom, một cái pop-up showroom như thế này thì mình không thể nổ máy trong đây được, phải nổ máy mới sử dụng tính năng này. Rồi ra xem hàng sau để xem một cái xe bán tải 5 tỷ 2, mua mới thì 5 tỷ 2, mua nhanh thì 5 tỷ 2, thì xem tình hình như nào nhé. Với mình nói chuyện với anh tổng giám đốc thì anh bảo đây là chiếc xe bán tải mà những người 1m7, em cứ lên thử mà xem, những người 1m7 có thể ngồi hoàn toàn thoải mái. Mình nghĩ anh ấy nói hơi quá, bởi vì là không phải 1m7 đâu, 1m8 ngồi lên xe này vẫn thoải mái. Đây các bạn có thể thấy là mình đang cái tư thế ghế lái vừa nãy mình để rồi, và mình để còn hơi ngả ngớn, thì đây mình vẫn ngồi rất thoải mái như thế này. Đằng sau này có thể vì đây là phiên bản thấp nhất nên là cái ghế này không thể hạ hết xuống được để thành một cái giường, nó chỉ có thể nâng được cái mặt ghế này lên để có thể tăng cái diện tích chở hàng, để hàng mà thôi. Cũng như là như mình nói, chiếc xe này có rất nhiều cái hộp đựng đồ như đây. Bạn đi chơi mà giày nó bẩn biết rồi đúng không? Đây, có thể để giày vào đây. Và tại sao lại có những cái thước kẻ ở đây? Bởi vì là những chiếc xe bán tải ở Mỹ thì người ta dùng rất nhiều, và cái đối tượng dùng nhiều cũng là những người mà kiểu công nhân và sử dụng đa mục đích. Kiểu người bán, mình thấy như người Mỹ, người ta rất thích kiểu DIY, tự làm này nọ. Thì đây, họ tự làm, họ để luôn thanh gỗ ở đây, đo xem tình hình như nào và để cắt đi. Thì không chỉ ở chỗ này đâu, mà bên trên bệ tỉ tay vừa đây mình quên mất là cũng có một cái riêng, một cái bảng thông số, những số đo để có thể dễ dàng tính toán. Đằng sau này thì các bạn thấy cũng rất nhiều cổng điện để đảm bảo cho mọi vật dụng cần sạc, hai chỗ để nước và cửa gió điều hòa thôi mình nghĩ là, chứ không phải là một vùng điều hòa độc lập riêng mà đâu. Đây bây giờ ra ngoài rồi thì mình mới demo cái tính năng hạ gầm cũng như là mở nắp thùng từ điều khiển từ xa, bởi vì trong kia là showroom mà. Đây đầu tiên là phải đè máy lên. Đây đấy, máy lên rồi nha, hạ nắp thùng này. Và bây giờ là hạ gầm xuống này. Đấy các bạn có thể thấy, đây đi sang bên đây mới thấy xe đang thấp. Đấy, thấy cái xe đang thấp không? Một tính năng rất là hay, mà rõ ràng là phải mất 5 tỷ chúng ta mới có được tính năng này. Rồi một video chia sẻ rất nhanh về chiếc xe mới nhất của GVA, chiếc RAM 1500 Rebel. Các bạn có thể bắt đầu đến đây, nếu các bạn xem đây các bạn nói là tại sao chúng tôi phải bỏ ra hơn 5 tỷ cho chiếc xe này. Chiếc xe này chiếc xe ăn chơi, dành cho những người đặc biệt thích sự độc lạ. Và chúng ta đi làm 5-6 ngày một tuần để
có một ngày chủ nhật thảnh thơi. Vậy thì tại sao không để một ngày thảnh thơi đấy với những cái xe nó thú vị đặc biệt như chiếc Ram 1500 Rebel này? Và hãy cùng nhau mường tượng ra rằng nếu chúng ta có hơn 5 tỷ để mua xe, các bạn có chọn chiếc Ram 1500 Rebel này không? Một chiếc xe rất đặc biệt, rất cá tính, số lượng rất hạn chế tại Việt Nam. Hay là bạn sẽ chọn GLS 450 4MATIC? Hãy để lại phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.